Alo thầy ơi, Trời nghe nó alo. muốn nhỏ phần window phải không? Dạ, cái đề đề mà 022 đấy ạ. 022 phải không? Rồi Dạ, thầy ok. nhắc lại phần đó ạ. Rồi Ok, em cảm ơn thầy. đề 022. Đề 022. Thấy thấy màn hình thấy chưa? Dạ, thấy rồi ạ. Đây ha, đề 022. Rồi, 022 là cái phần tập sắp kết đúng không? Dạ Rồi, đúng ok, đúng rồi ha. Coi như là trước khi chúng ta học bài mới, những anh chị bạn nào mà thắc mắc cái gì cứ hỏi giống như bạn này á ha, là hỏi chung cho lớp luôn á. Rồi. Bây giờ đó coi như là mình giờ mình có thư mục nè. Giờ bây giờ thì tạo thư mục trước ha. Ôn lại xíu cái thư mục cái đã, tại vì làm gì làm phải có cái thư mục đầu tiên. Rồi chụp phải. À, ví dụ như vô thi ha. Vô thi thì mình sẽ chọn, xong mình chọn ổ G nha. G. Rồi, kích chuột phải. New folder. Tại vì đây là máy của thầy, thành ra chúng ta có một số thư mục này kia, còn trên màn hình trên trường mình không có như vậy đâu ha. Nó đơn giản lắm. Nó chỉ trống trơn thôi. Ví dụ đây ổ G. New. Chúng ta sẽ chọn folder. Rồi, sau đó tên thư mục của mình nha. Rồi. Nguyễn. Thì cái thao tác này tuy vậy mà nó không có thừa đâu nha các bạn. Đó, mình làm tới mình lui coi như thói quen thôi. Chứ còn nói ô tạo thư mục dễ đó thầy ơi thì cũng biết rồi, như là mình đang tạo cái thói quen để vô phòng thi. Vô là coi như mình chỉnh xong bắt đầu vô danh ở vô. Rồi ok, nhớ không bỏ chữ tiếng Việt. À, rồi ok. Nó bung này ra. Bung này ra. Mình sẽ chọn thư mục của mình. Đúng không? Chọn thư mục của mình. Rồi chúng ta sẽ bấm chuột phải. New folder. Rồi, ví dụ như là lấy thư mục này lại luôn đi. Chúng ta coi. Số báo danh. Họ và tên. Trong đó tự vậy thì chúng ta sẽ đây là Hoa. Hoa. Rồi enter. Chuột phải. New folder lá chuột phải new folder nụ. Nhắc lại cái đặc điểm của mình học là online, thành ra là thầy không thể nào mà thấy thấy được những bạn nào nhanh bạn nào chậm ha, hay là bạn nào chưa làm xong, thành ra mình cứ lấy tốc độ trung bình nhận ra nha. Bạn nào làm nhanh rồi thì chịu khó theo dõi chờ các bạn khác đó, như vậy đi mình cũng cùng giúp nhau cùng tiến bộ. Rồi chứ bây giờ kêu ơ cái này dễ đó thầy ơi, nhưng mà chúng ta phải chịu khó, có những bạn khác thì khi chưa kịp ha. Rồi còn chung á thì là như thế, còn riêng thì thầy phát đề, phát đề rồi phát đề rồi 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 sau đó mình làm. Rồi kết vào đây chúng ta chọn để nó lại gì đây, trong hoa có bách hợp phải không, lá thì có không lá lá tim, mà bây giờ mình chọn hoa thôi bách hợp. Rồi như vậy mình sẽ chọn hoa chuột phải new order. Thầy cũng báo cho các bạn biết là hôm qua là thi, à hôm qua là thi cũng giống như mình đó, thì 98% là các bạn đều làm được một điểm thằng này hết, tức là phần window hết, cũng là do những cái thao tác mà thầy hướng dẫn như vậy, cho nên thầy nói là không có thừa nha. Thành ra chúng ta chịu khó cứ theo dõi như đi, lập tới lập lui, lập tới lập lui. Rồi hoa thì có bất hợp đúng không, bất hợp. Rồi chọn lá chuột phải new folder không, thì có loại khoai có gì đây, lá thì có không lá lá kim, lá thì có không lá và lá kim. Rồi như vậy thì lá thì có không lá
rồi chụp phải nail corner kim lá, rồi mình mà gõ sai thì kích chuột phải vô đây ha. Rồi mình chọn Việt Nam, rồi ok, rồi gõ lại lá kim xong. Rồi như vậy là mình xong, mình bung ra đó, ok, như vậy là xong cái thư mục. Rồi tìm kiếm thì chúng ta sẽ chọn ô xe, tìm kiếm thì nói nhiều rồi, bây giờ ví dụ như thì kiếm là sao chấm ini đi ha, chị chọn ô xe xong thì chấm sao chấm jpeg đi, à ini đi, rồi sao chấm ini thì chỉ nhắc một vài lần thôi, lần sau thì mình sẽ bỏ qua cái bước này, không có làm bước này nữa, mất thời gian để mình tập trung qua những cái khác. Rồi tìm xong chúng ta chọn hai cái bất kỳ khác tên, chuột phải à, copy, chúng ta chọn vào thư mục của mình, chuột phải paste ra, xong rồi chúng ta nén, nén thì chúng ta bấm chuột phải, chúng ta nén achieve, nén tên là nén, chấm zip thì chọn zip, ra thì chọn ra, tức là cái đề của mình á nó kêu là ra zip, chúng ta chọn vô. Ví dụ như cái đề này á, tức là người ta nói là nó là gì, là zip nè, nén được với tên là extra.zip, cho nên thì sẽ nhập tên là s đúng không, tên extra, rồi zip không được, không cần ghi dấu chấm zip nha, mình bấm vào đây ha, rồi bấm ok. Rồi bây giờ câu kế tiếp, tạo socket ha cho phần mềm Notepad và phần mềm Pen trong thư mục lá kim. Socket có nghĩa là cái biểu tượng chương trình ha, nó giúp cho chúng ta thực hiện một chương trình nó nhanh. Bây giờ chúng ta không cần biết cái đó, bây giờ khi nghe nói đến tạo socket trong thư mục lá kim thì đầu tiên chúng ta chọn lá kim. Muốn tạo socket bấm chuột phải new socket, cái này thầy cũng đã có ghi cho ghi rồi, lưu lại rồi đó. Rồi mình chỉ cần đặt tên, nhập tên của chương trình, người ta nói là socket cho Notepad và Pen ha, Pen thì mình sửa lại dùm thầy là MS Pen, cái tên nó là MS Pen chứ không phải Pen không nha. Rồi như vậy mình chọn lá kim xong, mình bấm đi shortcut thì mình chọn Notepad nè, nhập vào Notepad và Embed Pen, có nghĩa là mình sẽ chọn thư mục lá kim, rồi sau đó mình bấm chuột phải vào khoảng trống bên đây, mình chọn New, chọn shortcut, gõ tên vô Notepad. À, Notepad. Notepad. Rồi, mình bấm Next. Rồi, mình bấm Finish. Xong. Tiếp tục thêm một shortcut nữa, đó có tên là MS Pen. Vậy thì mình cũng làm giống vậy. Mình đang ở trong lớp kim, bấm chuột phải, new shortcut, rồi nhập vô MS Pen, rồi chúng ta bấm thì thường chữ hoa gì cũng được nha, rồi next, rồi tìm xong bấm finish đó, như vậy là xong nha. Xong rồi nhớ cho thầy nào, trước khi qua phần Word chọn thư mục của mình, chọn thư mục của mình, chuột phải New, rồi Word 1 2 3 4 5, rồi Enter. Muốn ghi thêm tên của mình cũng được mà không ghi cũng được nha. Rồi, hôm trước thì nói đó, miễn sao đúng là cái số báo danh của mình là được, là biết bài của mình chứ phải biết bài của người khác, chép vô nha.
Rồi ok. Chuột phải. New. Excel. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Chuột phải. New. PowerPoint. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Cái là xong. Bây giờ phần Word nào. Đây, phần Word rất là quan trọng nè. Và cái lớp rồi thi đó cũng là ok lắm. Tức là cái thao tác này là phụ thuộc nằm lòng nha. Đừng có để quên thuốc đến cái này mà muốn mất thời gian. Vô đầu tiên, vào view ruler bật lên. Máy trên màn hình không có, trên trường không có. Ta vào view ruler bật lên. Mấy bước là hôm trước thì gửi rồi đó. Chúng ta xem lại nha. Thứ hai là vào file. Chọn option. Rồi, vào quen. Cái này thầy cũng đã gửi video và thầy cũng đã gửi giấy rồi. Bây giờ cái thao tác thầy làm cho nó nhanh để khỏi mất thời gian của chúng ta nha. Rồi, chúng ta sẽ chọn cm. Nếu cái đề cm. Rồi ok. Sau đó chúng ta bay qua page layout. Chúng ta chọn size. Chọn phía A4. Rồi chúng ta bay qua margin. Chúng ta chọn custom margin. Theo đề. À, đề này là 2 cm. 2 cm. 2 cm. 2 cm. Xong. Chúng ta còn phải vào trong thằng paragraph này nữa. Chúng ta đang là 10 hay 8 gì đó. Chúng ta chuyển thành số 0. Và bên này chúng ta chuyển thành single. Ok. Rồi, chúng ta muốn chỉnh phông chữ thì chỉnh, còn không thôi. Nếu muốn chỉnh phông chữ, bạn nào mà muốn thích phông San Roman thì vô chỉnh, còn không thôi. Không có bắt buộc nha. Còn nếu muốn chỉnh cho nó đẹp thì ta vào trong Home. Cái việc chỉnh này á, là để trình bày cho nó đẹp thôi, chứ không có ảnh hưởng gì trong quá trình chúng ta trình bày một cái văn bản. Ha, ví dụ kiểu chữ người ta thích kiểu chỉ có chân, đa số San Roman là kiểu chữ thông dụng. Mà mặc định trên máy của trên trường á, nó là clip-free. À, clip-free mình để nguyên, mình nhập, mình vẫn có điểm bình thường nha. Còn nếu như chúng ta muốn, tại vì cái phông chữ San Roman nó phổ biến, chúng ta muốn đổi thì chúng ta bấm vào phông, chúng ta nhập vào đây CIME San Roman, chúng ta chỉnh phông chữ cỡ chữ khoảng 12 hoặc 13. Rồi, ok. Sau đó chúng ta bấm Set as Default. Rồi chọn All Document. Bấm ok. Đây là những cái bước mà thầy đã cho hôm trước chúng ta làm rồi. Bây giờ nhắc lại cho chúng ta đường đi nước bước trước khi chúng ta làm Word. Trước khi làm Word chúng ta enter vài ba dòng. Nhớ quan trọng như thầy enter vài ba dòng. Để sau này mình trình bày xong mà mình có cần chèn gì phía trên thì chúng ta có chỗ mà chúng ta chèn. Mà đề thường thường là như thế. Nó sẽ chèn thêm những gì ở phía trên cho nên nó enter xuống vài ba dòng. Rồi, thì bây giờ hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta, đó ví dụ như thầy đã vô được rồi đó. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm tab. Rồi, ok. Rồi, bây giờ nè, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta từng bước rất là quan trọng. Cái tab là cái tương đối khó. Nếu chúng ta không nắm, thì chúng ta không làm được tab. Mà làm nó loạn quạng mất thời gian. Đây là cái đề nè. Đây là cái đề. Cái đề này, chúng ta nhập vẫn nhập đầu dòng với thầy, nhập toàn bộ đầu dòng hết toàn bộ. Ngày tháng năm có dấu gạch ngang hoặc sau này có dấu chấm chấm, chúng ta vẫn có quyền gõ chấm chấm nha, chứ không phải là thấy ngày tháng năm mà ta cài tab đó nha. Ngày tháng năm có quyền chấm chấm chấm. Rồi xong. Rồi. Từ cái văn bản trên đây, cái đề người ta cho đây. Đề người ta cho đây. Bây giờ mình muốn làm được như vậy thì chúng đầu tiên ta nhập hết cho thầy.
phiếu đăng ký cuộc thi sản phẩm phần mềm trí tuệ Việt Nam ngày tháng năm nhập đầu dòng hết họ tên tuổi giới tính. Bây giờ cái nhập theo từng dòng, dòng đó có gì nhập vô: họ tên, tuổi, giới tính, dòng này là nghề nghiệp, điện thoại email, nghề nghiệp, điện thoại email, dòng này tên sản phẩm. Bây giờ rồi dòng này dạng sản phẩm dự thi, thiết kế giải thuật, thiết kế giải thuật và giải pháp sản phẩm hoàn thiện. Cứ nhập như vậy. Rồi bây giờ mình mới lấy nào cái thiết kế, đặt con trò thiết kế, mình sẽ lấy cái cục này ra, cái này gọi là insert symbol ha, insert symbol. Rồi bây giờ thầy chờ thầy xíu. Rồi bắt đầu mình đi qua phần tab nha, lát thầy sẽ gửi cái này cho chúng ta. Rồi như vậy đầu tiên gặp cái đề như vậy chúng ta cứ gõ thô như vậy, thô như vậy, sau đó chúng ta sẽ lấy ký tự cho thằng này, đặt con trỏ và thiết kế. Muốn lấy ký tự này chúng ta insert symbol, chúng ta vào more symbol, chúng ta nhớ vào winding nha. Cái phông chữ của mình lúc đầu á, trong đây nó sẽ là symbol, trên máy trường á hay là máy của chúng ta đó là symbol, nó symbol, nó là như vậy. Ta muốn lấy ký tự ra thì chúng ta phải chuyển nó thành winding, gõ chữ win, win, không, winding. Rồi chúng ta enter đó. Sau đó chúng ta sẽ lấy ký tự ra, ký tự nó là vuông, có nền, có bóng. Chúng ta dời xuống tìm vuông, có nền, có bóng, có lấy cái nào cũng được hết nha, lấy cái này cũng được, cái này vuông cũng được hết, cái này cũng được hết, ta châm trước hết cho mình nha. Rồi ví dụ mình thuộc rồi, bấm vào đây, sau đó vào trên xe đưa vào đây, vào trên về giải thuật, không, đến giải pháp, đặt con trỏ phía trước giải pháp, vào trên về sản phẩm hoàn thiện, đặt con trỏ phía trước sản phẩm hoàn thiện về nha. Rồi ok xong rồi. Bây giờ nè, trước khi làm bài này, trước khi làm bài này chúng ta coi mình cái nào giải quyết được thì giải quyết trước nha. Phiếu đăng ký có gạch dưới, chọn phiếu đăng ký cho tao đùng đậm. Rồi sau đó phiếu đăng ký và cuộc thi sản phẩm phần mềm tin học cánh giữa, chúng ta chọn cả hai đúng không, đi từng cặp cả hai, chúng ta cho cánh giữa. Rồi xong, cho cánh giữa ngày tháng năm 2003 nó nằm lệch phía bên tay phải, vậy nó có chức năng cánh giữa nè, cánh phải, được chưa? Rồi như vậy có nghĩa là từ đầu chúng ta thấy tất cả đều đầu dòng hết, sau đó ta qua những cái cặp dòng nào mà canh chỉnh với nhau, canh chỉnh với nhau, ta chọn hai dòng đó, ta không chọn hết là vì ngày tháng năm là nó đâu có canh giữa với nhau đâu, cho nên ta chọn hai này thôi, hàng này cho canh giữa. Rồi ngày tháng năm chúng ta cho canh phải. Rồi bây giờ phía đăng ký nó có cái đường kẻ ở dưới, đường kẻ này liên quan tới đóng khung hôm trước mình học rồi, cho nên chúng ta chọn khối ha, chọn khối là từ đường trỏ ra ngoài đánh dấu vô, muốn đóng khung
chúng ta bấm vào đây, chúng ta chọn Border Shading. Chúng ta chọn đường kẻ. Mình không lấy hết, chỉ lấy đường dưới thôi. Cho nên ta tắt đi. Tắt. Rồi, ok. Đó, mình học rồi. Đúng không? Mình đã học rồi. À, bên dưới. Bây giờ nó cắt ngắn bớt thì mình cũng học luôn rồi. Chúng ta sẽ kéo cục vuông bên này qua, cục tam giác bên này về. Thấy chưa? Đúng cục tam giác bên này về. Vậy thôi là xong. Dễ nha. À, có cái cả khung, sau đó cắt ngắn khung là xong. Cái khó chính là cái tab. Bây giờ vô thi nha, lấy cái đề ra. Đây là cái đề mình thấy là tuổi và điện thoại ha, là hai cái cặp chữ nó thẳng với nhau, nó canh thẳng, chữ T với chữ D nó canh thẳng với nhau. Dùng bút, ở đây thầy không có bút, thầy lấy cái này minh họa nha. Đó, dùng bút, bút nguyên tử của mình á, bút mực của mình á, kẻ cho thầy một đường thẳng nha. Đó, thầy đang mô phỏng, thầy đang lấy một cái bút. À, thì kẻ xuống. Rồi, sau đó thầy thấy chữ nó đổ về bên phải, tức là cái đường này nè, nó sọc thẳng, là bây giờ chữ đổ về bên phải, đúng không? Mình lấy bút mình kẻ ngang qua một cái. Rồi, như vậy có phải là chúng ta vừa mới phát hiện ra, à, tuổi và điện thoại nó canh nhau với cái đáp này. Giới tính và email nha, cũng vậy, là làm cho thầy lấy cái bút, rồi kẻ xuống một đường thẳng với thầy. Ok, cũng tương tự như vậy. À, chữ nó đổ về bên tay phải, vậy thì cho thầy thêm một cái nét về bên phải, được chưa? Đó, vậy mình xác định là tuổi điện thoại canh nhau với tab trái, giới tính email canh nhau với tab trái. Ba dòng này nè, dòng họ tên, dòng nghề nghiệp và dòng tên sản phẩm, ba dòng này đều có dấu chấm. Vậy phải không? Mình sẽ xác định nè, vẽ cho thầy một cái đường đây, góc đây đi xuống đó, cứ vậy đó, nó thẳng nhau thì mình kẻ, à, chuyển đổi về phía bên tay trái. Vậy mình sẽ cho một cái đường ở đây. Xong. Như vậy thì với ba dòng này chúng ta sẽ xác định rằng, à, mình có một tab trái canh cho tuổi và điện thoại, một tab trái canh cho giới tính và email, và một cái tab phải canh cho ba dòng này. Ba dòng, đúng không? Rồi. Tương tự như vậy. Ở đây nó có khoảng cách nè. Tức là sản phẩm dự thi nó có khoảng cách. Chúng ta phải cài tab, chúng ta không được gõ spacebar. Vậy thì bây giờ cũng xác định như thầy luôn. À, xác định như thầy luôn. Đây. Xác định, lấy một cái bút kẻ xuống. Rồi, ok. Chữ đổ về phía bên tay phải. Insert. Rồi, lấy bút mình kẻ qua, đúng không? Rồi, cũng giống như vậy thôi, tương tự giống vậy nha, tương tự giống vậy. À, thầy làm cho nó nhanh. Rồi, tương tự giống vậy. Rồi, tương tự giống vậy. Đó, thấy chưa? Đó, như vậy là mình muốn làm được bài này phải xác định cho thầy là có những cái tab mà mình cần làm bên trong ha. Rồi, đây chúng ta sẽ có là một tab trái, hai tab trái, một tab phải, một tab trái dành cho thiết kế và giải pháp, một tab trái dành cho sản phẩm hoàn thiện. Rồi, sau khi chúng ta xác định được như vậy, chúng ta sẽ chọn hết ba dòng này, phải không? Chọn hết ba dòng này. Tại sao chọn hết ba dòng này? Chúng ta nhớ là chúng ta sẽ chọn những cái dòng nào giống nhau nhiều nhất, chúng ta chọn.
Có nghĩa là ba dòng này nó cùng một cái tắt phải, cho nên mình chọn ba dòng này. Thì chọn ba dòng, một, hai, ba. Ba dòng này nó có chung một cái tắt phải, cho nên thì mình sẽ bấm vào góc bên trái. Rồi nè, mình tìm cái tab nó có chữ L nè, nó xác định nó chữ L nè, đúng không? Chữ L là ngược á. Rồi xác định xong mình kích vào đây. Rồi ok, bấm vào đó ha, bấm vào đó như thế này. Rồi ta kịp không? Rồi ta nói lại lần nữa nào, thì chọn một hai ba dòng này, mình sẽ chọn một cái tab, tab phải, đặt ở đây, double click lên, lấy số 2. Số 2 là gì? Số 2 là dấu chấm 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 đó. Lấy số 2, bấm set. Ok, được chưa? Rồi tiếp tục chọn riêng hai dòng này. Tại sao chọn riêng hai dòng này? Vì mình đang thấy hai dòng này nó đang có cái tab cho cái tuổi điện thoại và giới tính email, chứ chúng ta không cần chọn hết nha, chọn hai dòng này thôi ha. Mình chọn thiên cấp nào mà canh chỉ giống nhau, mình chọn nó, chọn riêng hai dòng này. Vì sao? Vì hai dòng này nó có tuổi điện thoại và giới tính email, cho nên mình cài một cái tab trái tại đây. Rồi tiếp tục cài một cái tab trái tại giới tính. Thấy chưa? Đó, đúng theo như trên sơ đồ nè. Sơ đồ mình vẽ sao bây giờ mình làm vậy. Sau đó double click lên. Double click tức là bấm hai lần vào cái biểu tượng cái tab nha. Và cái tab nào cũng được, ba cái tab chúng ta bấm cái nào cũng được hết đó. Rồi, bấm lên. Lúc này trong hộp thoại này nó có ba vị trí tab 7.5. Đây nè, trên thước 7.5 nè, nó hiện trong đây nè. Thì mình chọn 7.5. Bấm số 2. Bấm nút set. Chọn 11.5. Chọn số 2. Bấm nút set. Hết sai, 2 là gì? 2 là dấu chấm chấm đó. 16.75 tức là vị trí tab cũng chọn số 2. À cái này hồi nãy mình cài rồi thì thôi nha. Rồi sau đó mình uống ok. Xong. Sau đó chúng ta mới phân nó ra nè. Đặt con trỏ trước chữ tuổi. Chúng ta nhân phím tab. Đặt con trỏ chỗ giới tính, chúng ta nhấn phím tab. Đặt con trỏ chiếc điện thoại, nhấn phím tab. Trước email, nhấn phím tab. Bây giờ chúng ta thấy hai dòng này, một dòng hai dòng này, đúng không? Một dòng hai dòng này, hai dòng này là có thiết kế là tab trái, giải thiết kế giải pháp canh tab trái, giải thuật sản phẩm thiện canh tab trái. Vậy chúng ta sẽ dọn hai dòng này luôn. Tương tự chọn tab trái, bấm vào đây một tab trái nữa, bấm vào đây. Như vậy làm sao mình biết canh hay sao? Mình làm sao mình biết canh tab trái, tab phải, tab gì? Là do lúc đầu mình đã vẽ cho thầy, vẽ cho chúng ta rồi, mình xác định như vậy, cứ theo cái xác định cái sơ đồ đó chúng ta làm ha. Như vậy bước thứ nhất là gì? Bước thứ nhất là xác định vẽ ra. Bước thứ hai vào Word chọn nó, làm đúng theo vị trí đó thôi. Nha, một tab trái cho thiết kế giải pháp, một tab trái cho giải thuật sản phẩm hoàn thiện.
xong tại vì ở đây chúng ta cài tab nhưng không có dấu chấm ngay phía trước cái này nè, chữ L này không có dấu chấm nè, còn ở trên nó có dấu chấm nè, dấu chấm thì mình mới double click vào đây, mình mới chọn nó, mình chọn số 2 bấm set vân vân. Nhưng ở đây chúng ta chỉ cài tab mà không có dấu chấm, cho nên chúng ta sau khi cài tab xong chúng ta chỉ việc phân nó ra, đánh tab, phân nó ra, đánh tab, phân nó ra, đánh tab, phân nó ra, đánh tab. Như vậy chúng ta thấy từ cái bài ban đầu, thấy chưa, cái đề ban đầu chúng ta đã giải quyết xong một cách rất nhẹ nhàng. Làm xong, nếu giả sử nó có số 1, số 2, số 3, số 4 hay gì đó, chọn khối. Rồi, bấm vào đây. Ví dụ như thế. Xong. Ha, hoặc là 1, 2, 3, 4, bấm vào đây. Vậy thôi. Cho nên mấy cái số này chúng ta làm sao? Rồi, thầy làm lại lần nữa. Rồi, thầy ra gửi chúng ta cái này rồi rồi nha. Thầy mới gửi chúng ta trên trên máy của mình rồi đó. Chúng ta đào về chúng ta làm ha. Rồi, bây giờ thầy làm lần nữa nha. Chọn khối. Cho em hỏi tí thôi. Rồi, hỏi đi. Đấy ơi, trong đề thi của mình là đề thi giấy thì nó đâu có cái chỗ để mình canh đâu thầy. Hả? Trong đề thi của mình là đề thi giấy thì nó đâu có cái chỗ để mình canh cái canh như thầy canh ở trên để mình đánh tab ra đâu thầy. Mình lấy tê giác để mình xác định cái tab gì thôi, hiểu không? Dạ. Hiểu không? Mình xác định để mình coi thì cái tab gì, chứ mình đâu có canh, tức là lấy cái tờ giấy, lấy cái bút vẽ cho thầy. Ví dụ đây là cái đề nè. Đây là cái đề của mình nha. Đây, đây là cái đề của mình cầm trong tay nè. Rồi, bây giờ mình insert nè. À, sorry, mình lấy cái bút á, tại vì đây không, tại vì thầy không có lấy cái bút, thầy vẽ ánh sáng ta thấy được, cho nên thôi được rồi. Rồi, chờ xíu. Rồi, các bạn chờ thầy xíu nha. Đây. Đây. Đây nè. Chúng ta chưa hiểu ý đồ của thầy rồi. Đây. Đây là cái đề của mình nha. Đó. Mình mấy cái bút nè, bút mình cầm trên tay á. Vẽ cho thầy đi xuống. Rồi, đi ngang qua được chưa? Để mình xác định đó là cái tab trái. Rồi, đi xuống. Mình đang cầm cái bút trên tay đó nha. Rồi, đi kẻ qua. Chúng ta hiểu không? Em hiểu Rồi. Chúng ta hiểu hiểu ý thầy chưa? rồi. Để mình xác định cái tab nào đây, ví dụ đây mình sẽ xác định đây là mình sẽ sử dụng cái tab nào. Đó, lấy bút. À, lấy cái bút mình vẽ trên cái đề á. Rồi. Nó đi qua. Rồi. Xác định cho thầy xuống, đi xuống, đi qua đó, cái đó là mình vẽ trên đề á, trên tờ giấy á. Rồi sau khi mình vô mới vô trong cái gì cái bài của mình á. À, rồi mình xác định rồi nha. Xác định hiểu chưa? Rồi. Xác định rồi thì bây giờ mình cần nè. Rồi bây giờ thầy phải làm lại từ đầu chỗ này nha. Rồi thôi được rồi, có gì thắc mắc cứ hỏi nha. Rồi. Chúng ta chưa 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 chưa, chưa hiểu chỗ nào cứ 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 hỏi. Rồi, hỏi cái đó cũng giúp cho những bạn khác, bạn nào chưa hiểu cũng hiểu theo đó. Rồi đó. Ở đây là thầy làm rồi. Đó, có nghĩa là mình vẽ trên tờ giấy của mình đó. À, chắc là mình sẽ cần mấy cái tab đó đó. Rồi. Còn cái này làm sao được là do thầy hướng dẫn thầy dạy thôi, chúng ta không cần biết cái này nha. Rồi đó, chúng ta hiểu không? Rồi có nghĩa là mình sau khi mình biết vẽ thì mình biết mình sẽ cài cái tab nào. Rồi, rồi nè.
Chúng ta hiểu không? Đó, như vậy là thầy đã mô phỏng á. Tại vì nếu mà có bảng á thì thầy sẽ hướng dẫn ta dễ hơn, còn không có thì thầy đành phải làm vậy nha. Đó, đành phải làm vậy. Thầy, khi mà cái đề là mình cầm ở ngoài nó không có trên máy, ví dụ như cái này á, là có sẵn là khoảng 7,5, nhưng mà khi mình nhìn trên đề á, mình làm thì khoảng 8 á, thì cũng được đúng không thầy? Đúng Mình rồi, chia đúng rồi, chính xác, không chính xác nha, không cần chính xác, không cần chính xác nha, lát nữa thầy sẽ chỉ cho ta nha. Ok, không cần chính xác nha, bạn nào thắc mắc thì cứ hỏi như bạn được vừa hỏi á, tức là đâu cần phải chính xác đâu, giống cái đề đâu nha. Ừ, rồi rồi, miễn sao mình làm đúng thôi, chứ không cần phải đúng cái 7,5 rồi 11,5, không cần nha. Rồi, có nghĩa là bây giờ mình xác định là hai tấc trái một tấc phải, hai tấc trái, vậy là 1, 2, 3, 4, 4 tấc trái, 1 tấc phải. Đặt ở vị trí nào? Thấy chưa? Rồi bây giờ thầy mới bắt đầu làm nè. Bây giờ cái đơn ký đậm chữ lớn, canh hai này, canh vào giữa để giải quyết từng dòng nhé. Chúng ta giải quyết từng dòng. Cái đơn ký cái khung, cái nào chúng ta giải quyết cái đó, dòng nào giải quyết dòng đó. Không cần phải giống cái giống hành đang nha, mình vô mà mình chọn cái này cũng được nha, cũng được nữa. Rồi, ví dụ cái đường nó là vậy, mình chọn vậy cũng được luôn nha, không có bắt buộc phải giống y chang 100%. Rồi ví dụ như bạn này hỏi bây giờ vậy thì vô thì chúng ta làm sao biết trên này nó có cái này, trên đề đâu có đâu, đây là mình làm trên màn hình của mình thôi. Kéo vào đây rồi sau đó kéo vào đây nha, kéo vào đây đó, kéo vào đó, kéo nó không chạy, kéo lại đúng tam giác thì kéo vô, rồi xong. Chứ bạn có giải quyết thằng thằng ngày tháng năm canh phải là xong. Nhớ là bây giờ mình đã học Word rồi, chắc chắn một điều là chúng ta không được mà space bar đẩy đẩy vô nha, đẩy đẩy là rớt đó, đẩy là rớt đó. Mình đã có chức năng canh chỉnh rồi, chúng ta không dùng cái đó được, mà nó có cách chức năng canh giữa nè, canh phải nè, canh trái nè, đó chúng ta phải dùng chức năng này. Rồi vậy thì bây giờ thầy giấu ở trên đi nha, thôi mấy bạn cứ thắc mắc cái này phải giống tại vị trí không, bây giờ thầy không có, bây giờ thầy đã xác định rồi đó. Rồi bây giờ thì chọn là 1 2 3 nha, ba dòng này, khoan xin lỗi để thầy sửa này chút xíu. Rồi chọn ba dòng này nè, à khoan, chưa, mình chưa lấy cái thằng này chứ. Insert symbol, lấy nó ra, bấm vào đây, insert symbol, lấy nó ra. Muốn copy cho nhanh nè, chọn khối, Ctrl C, tương trở vào đây, Ctrl V. Còn không thì chúng ta chọn khối, nhấn Ctrl kéo nó qua. Ha. Chọn khối, nhấn Ctrl kéo nó qua, muốn làm cách nào làm. Thấy chưa? Rồi. Chọn ba dòng này. Tại sao chọn ba dòng mà không chọn hai dòng? Vì trong cái hồi này mình xác định nè, có một cái tấc phải chung cho ba dòng, thấy chưa? Có một tấc phải chung cho ba dòng. Cho nên chúng ta phải chọn ba dòng. Rồi, ta chọn một cái tấc phải chung. Rồi, bấm vào đây. Xong. Vì cái tab này phía trước nó có chấm 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 chấm. Có nghĩa là chấm 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 xong rồi mới đến cái tab đó. Cho nên sau khi ta cài tab xong, double click lên. Lúc này chỉ có một cái tab thôi, cho nên trong này nó chỉ hướng sử dụng một cái tab. Xuất hiện một cái tab. Chọn nó, bấm số 2, số 2 là dấu chấm chấm,
Thôi bây giờ thì thử số 4 đi nha, để chúng ta hiểu thế nào 4. Rồi bấm nút set. Ok thầy ha. Xong. Như vậy là mình đã có được một cái tab. Rồi. Chọn riêng hai dòng này. Tại sao chọn thêm dòng này ná, nãy ná? Túi và điện thoại. Nha. Rồi. Cài một cái tab trái. Đó, bây giờ thầy không có giống đó. À bây giờ mình canh đại đây. Đó vậy thôi có sao đâu. Mình cạnh đây. Rồi xong hai cái. Hai cái rồi double click lên. Lúc này 6 chấm mấy nè, 6.75 là cái tại vị trí tab này. Chúng ta chọn số 2. Bấm set. Chọn tiếp 10.75. Số 2. Bấm set. Cái thằng này thì hồi nãy có rồi. Thằng đó không cần nha. Rồi, này có rồi. Rồi. Rồi bấm ok. Xong. Xong rồi thì bây giờ mình chỉ việc là sao? Đặt con trỏ lại đây. Nhấn phím tab. Nó phân ra tới đây. Đặt con trỏ tại đây. Nó phân ra tới đây. Đặt con trỏ tại đây, đánh tab qua. Đó, chúng ta thấy số 4 đó, đó là dấu gạch ngang đó. Rồi. Đánh tab qua. Đánh tab qua. Đánh tab qua. Rồi. Đánh tab qua. Thấy chưa? Rồi. Hai dòng này là nó có một cái tab trái, một cái tab phải. À sorry, hai cái tab trái luôn. Chọn riêng hai dòng. Cài một cái tab trái ở đây. Không, thầy đâu có dòm ở trên kia đâu, thì cái bấm đại đi. Đó. Để cho mấy bạn phải thắc mắc nó phải làm sao có thước, bấm đại đi nha. Rồi. Sau đó double click lên. À xin lỗi, cái này mình không cần lấy dấu chấm. Khi nào cần lấy dấu chấm mình mới double click, còn không thì mình cài hai cái này thôi. Rồi, sau đó mình phân nào. Đánh tab qua. Đánh tab qua. Đánh tab qua. Đánh tab qua. Nếu giả sử như mình muốn đẹp, mình muốn điều chỉnh lại, chọn hai dòng này, mình có quyền dời cái tab đi, mình đặt. Mình đặt sao cho mình thấy nó phù hợp. Được rồi là xong. Tương tự như vậy, tuổi, điện thoại, giới tính, có quyền chọn hai dòng này, chọn riêng hai dòng nha. Rồi mình bấm kéo. Đó, mình muốn điều chỉnh hay sao mình bố trí lại, chúng ta hiểu không? Chứ không phải bắt buộc phải giống như trên đây. Chứ không phải bắt buộc phải giống như trên đây, mười mấy chấm mấy không phải nha. Mình có quyền. Đó. Xong. Có điều chúng ta lưu ý chọn là phải cho chọn cho đồng bộ nha. Đồng bộ nghĩa là ví dụ như mình muốn chỉnh tuổi và điện thoại. Mình chỉnh hai dòng này thì mình chỉ chọn hai dòng này mà thôi. Thì mình kéo đi. Rồi kéo đi. À, đó, ví dụ như vậy nha. Mình mà chọn ba dòng nó mờ câm liền. Nó mờ câm liền. Mờ câm là sao? Nghĩa là hai cái tab này đi cặp với nhau thì nó hiện ra. Nó hiện ra. Hai cái tab này mà tự nhiên mình kéo luôn cái thằng này luôn là trật lất, nó mờ câm. Nó mờ câm là do chúng ta chọn không đúng. Rồi, thì bây giờ thầy sẽ trả lại cái bài này làm lại cho thầy. Thầy để cho chúng ta 20 phút để làm cho thầy cái này. Nha. 20 phút để làm cái này. Nếu như bạn nào mà nhanh thì thầy sẽ gửi thêm một cái file nữa cho nó làm nha. Rồi bây giờ trả máy. Chúng ta bắt đầu làm cho thầy nha. Rồi. Khoan khoan, để thầy sửa đây lại chút xíu thì gửi lại nha. À, để thầy gửi thầy sửa lại chút xíu. Để hồi nãy thì hơi bị nhầm xíu. Thầy sửa lại xíu thôi. Đừng có làm, đừng có lấy cái đó ra nha. Đừng lấy cái đó. Rồi, bây giờ thầy gửi lại này. Lát chúng ta làm á. Rồi. Lưu lại cái.
tab này đó, cài tab này. Rồi bây giờ thì gửi này nha. Cài tab này. Rồi chúng ta làm đi. Lấy cái thầy cái tài tab này ra nha, để thầy gửi này đã. Qua nha. Cài tab này. Em điều khiển cái tab mà nó ở phía trên cái góc nó, ví dụ tab phải hay tab trái rồi đó, là nó không có điều khiển được như về phía bên bên trái hoặc về phía bên phải, nó khó điều khiển lắm thầy, làm cách nào để cho dễ điều khiển à? Điều khiển cái gì? Cái ở cái thanh thước ấy, nó có cái mà cái thước góc á thầy. Cái góc thì sao? Mình cứ bấm vô rồi mình nhảy thôi chứ. Mình bấm vô thì nó nhảy đi chứ hả? Bấm vô nó lại ra, em nó không nhảy, vẫn lại ra thêm mấy cái nữa. Đâu chờ xíu. Chờ thầy xíu. Thầy đang chép cái này. Khoan 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 lấy nha, thầy đang chép cái này qua đó. Nó bị lỗi cái này, thầy chép lại ra xíu. Rồi. Chờ thầy xíu coi. Rồi, đó, cài tab này. Rồi bây giờ bạn kia hỏi sao đây? Rồi, Là hỏi. tức là Rồi. cái thanh ở cái góc đó, nếu mà mình muốn đổi cái hướng của cái tab đó, nhưng mà À. nhấn vào thì thường là nó sẽ sang hướng khác, nhưng mà em nhấn vào nó lại lại thêm mấy cái tab lên mấy cái luôn mà nó lại không đổi hướng. Bấm vào đây đổi hướng chứ, bấm nè. Có thấy màn hình không thầy không? Bấm vô nè. Bấm cái đó nó đổi nè. Thì Ở nói chưa. cái bên bên này cơ thầy. Bên nào? Ở cái chỗ đoạn 15 16 này là đổi ngược lại. 15 16 là ngược lại thì mình phải chọn này trước để chứ. Mình chọn cái này là tấp phải rồi mình bấm vô, hiểu không? Mình phải chọn cái này trước rồi mình bấm vô. Hiểu hiểu không? Dạ. À, mình phải chọn bên này trước, ví dụ chọn giữa mình phải chọn giữa. Mình chọn cái này trước rồi mình mới bấm vô, mình mới cài vô. Đó. Hiểu không? Chứ không phải là mình cài mình bấm vào đây rồi mình chỉnh đây không được đâu, hiểu không? Mình chọn bên đây xong rồi mình mới kích vào đây, ví dụ thầy chọn tab trái nè. À thì chọn tab trái nè, thì thầy bấm vào đây ra tab trái. Giờ em Thấy hiểu. không? Được chưa? Rồi ok, thắc mắc chị cứ hỏi nha. Rồi. Rồi mấy bạn làm nó cho thầy. Cái gì thầy nhỉ? Winding, winding, W-I-N-G ha, W-I-N-G, N-G đó, đây, thì em nào chưa thuộc cái chữ đó thì coi nè, thấy màn hình thấy chưa? Đây, Thầy em thấy chữ, rồi nhỉ? thì cái đó nó có tên là winding nha, winding, insert nè, insert nè. Symbol nè, bấm mọi symbol nè, thì nó có tên là Windin, Windin, W E N G Bin, nha, đó, nó cái chữ đó đó, đó, Windin, ha, Windin. Thầy cho em hỏi, em làm xong rồi nhưng mà em tìm cái biểu tượng mà ô vuông mà nó có ngã bóng ấy, tìm không được, mà ví dụ lúc đi thi mình tìm không được, mình lấy cái hình ô vuông không có được không thầy? Được được luôn, được luôn, nó gần kế bên đó mà. Để chúng ta làm lại, bây giờ mình phải qua phần khác thôi. Rồi ok, lớp tập trung
Ok, có một vài em là ok rồi đó, bài tốt rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Như vậy là vừa rồi thầy hướng dẫn cho chúng ta là cái phần tab. Rồi, phần tab. Rồi sau này khi vô phần tab, chúng ta cứ thế chúng ta làm nha, xác định cho thầy cái tab nào. Rồi bây giờ một vài cái đề chúng ta sẽ nhận định trước khi chúng ta làm. Đây cái đề ôn thi của mình nè, đề ôn thi của mình đây, cái đề ôn thi của mình bài 2022 đây, bài 2022 của mình. Chúng ta thấy mình chưa học cái bảng nha, mình chưa bảng, nhưng mà mình thấy nè, ở đây nè, copy này ra riêng nha. Đó đó, thế nào mà có khoảng cách như vậy lắm ta cài tab hết nha, cài tab hết. Rồi thì có cách khoảng lắm ta cài tab. À, ví dụ đây đó, đi nhá, đó đó, mình vô mình thi đề như vậy, đề như vậy ha, đề như vậy. À, đề như vậy. À, đề như vậy nha. Rồi thì thầy cũng đã nói rồi, chúng ta cứ làm bình tĩnh cho làm thôi. Ví dụ cái đề như vậy nha, đây là thầy đang sửa bằng tay đó nha, chúng ta không được làm như vậy nha. Ừ. Đây rồi bây giờ mình là vô cái đề nè, có gì làm khó mình không? Mới vô thầy đã hướng dẫn rồi, chúng ta xác định. À, lấy bút ra, bút ra, không có bút cho nên thầy làm này, thì cả số một đường đó. Rồi sau đó đổ bên phải kéo ra đúng không, 5 dòng đúng không, một dòng mấy dòng, một một dòng, 2 dòng, 3 dòng, 4 dòng, 5 dòng, 5 dòng đều có cái này, thực chất là 4 dòng thôi, 4 dòng thôi, 4 dòng cái này, cho nên thầy vẽ tụt xuống một xíu nha, cái cây thuộc xuống ta biết để lát nữa ta chọn. Tức là cái này á nó chỉ có 4 dòng thôi, 4 dòng thôi đó, 4 dòng thôi. Đo lường nhịp mấy cái này nè, đo lường thuộc ra thuộc vô nhưng canh giữa với nhau, có nghĩa là thế nào là chỉ canh giữa. Ví dụ như thầy, ví dụ như thầy gõ nè, gõ ví dụ nha, A B C đó, ví dụ thầy gõ như vậy nha. Rồi rồi gõ lại tiếp nha. Rồi lên tiếp, à thấy chưa, đó như vậy có nghĩa là rồi, 3 dòng này là sao, chài ngắn nhưng canh giữ với nhau đúng không, giữ với nhau, giữ với nhau thì chúng ta sẽ xác định. À, giữa ha, giữa thì tôi bấm ở giữa, cái chĩa xuống ở giữa. Rồi giữa thì nó chia đều 2 bên thì mình phải vẽ một đường cái này đó, thấy chưa. Như vậy bài này xuất hiện thêm một, chúng ta một cái tab là tab giữa nữa, chúng ta thấy đo lường nè, mấy cái này nè canh giữa với nhau, nó không thẳng phía bên trái nè, làm sao thẳng nè, nó nhô ra bên đây nè, làm sao thẳng được, khi nào mà khi nào nó đều nhau như vậy thì mới là canh tab trái. Còn bây giờ thuộc ra thuộc vô như vậy nè, canh giữa với nhau ha, thì đo lường nó ngắn, nó thuộc vô nè, chừng nào mà chưa đo lường mất 5 giây, lường bấm 5 giây
chiều chiều lương mà nó làm vậy đó, lương vậy mới gọi là gen tóc trái đúng không? Cho nên đây là chúng ta phải xác định là cái đây chúng ta sẽ cài tóc giữa, chúng ta hiểu không? Rồi như vậy xuất hiện cho chúng ta một cái tóc giữa, xuất hiện cho chúng ta một cái tóc giữa ở đây, tóc giữa đây, xuất hiện cho chúng ta một cái tóc giữa năm dòng này có chung tóc giữa, năm dòng này có chung tóc giữa. Cái đơn giá nó nằm lưng chừng, nó không có canh với gì kệ nó, nhưng $2, $5.25, $7.15, $6.2 nó canh thập phân. Vậy chúng ta có thêm một cái táp thập phân. Táp thập phân có nghĩa là cái táp canh với nhau dấu chấm thẳng hàng với nhau đúng không? Dấu chấm thẳng hàng với nhau nè, đây dấu chấm thẳng hàng với nhau đó, thế nào có số đó, số thì chúng ta sẽ canh táp thập phân đó, đây cái táp thập phân. Và cái táp thập phân á nó sẽ giống như cái táp giữa, nó cũng giống như táp giữa, giống như táp giữa nhưng nó có dấu chấm cái bên, chấm cái bên đây. Táp giữa là cái táp chữ T ngược không có dấu chấm, còn táp thập phân là táp chữ T ngược nhưng có dấu chấm cái bên. Đây chúng ta nhìn vào đây đó, thì bấm là nút trái, táp phải nè, đây chính là táp thập phân. Táp thập phân là táp chữ T ngược có dấu chấm. Sau khi chúng ta xác định rồi nha, sau khi rồi à, sau khi chúng ta xác định rồi thì sửa này lát cho chúng ta làm. Thầy đang sửa để cho chúng ta làm cho nó đúng. Còn đây là thầy cho chúng ta coi ý đồ của nó như thế nào để làm sao. Rồi đây. Vậy từ cái đề ban đầu. Thấy chưa? Từ cái đề ban đầu như thế. Rồi, từ cái đề ban đầu như thế. Mình đã xác định được bốn dòng này có một cái táp trái, năm dòng này có chung một cái táp giữa, bốn dòng này có chung một cái táp thập phân. Vậy bây giờ mình sẽ chọn làm năm dòng hết đúng không, chọn hết năm dòng cho thầy. Mình cứ vẽ ra mình phân tích đi rồi mình tính. Năm dòng này canh một cái táp, đây canh một cái táp giữa đó, táp giữa đây thấy nha, đó táp giữa đó. Đây năm dòng này canh cho thành một cái táp giữa cho chị đo lường, lấy cái số lớn nhất, số dòng lớn nhất ha, năm dòng xong một cái táp thập phân, một cái táp thập phân đó cho cái vị trí số. Như vậy chúng ta cần hai cái táp, thấy không, hai cái táp. Rồi có nghĩa là năm dòng này có chung một cái tóc giữa để canh đo lường thẳng hàng với cái này, năm dòng này có cái táp chung ha với cái thằng đơn giá luôn, mặc dù nó không phải số nhưng mà cho nó một cái chọn bốn dòng này, bốn dòng này
mới canh một cái tấc trái cho thầy ở đây, một tấc trái ở đây, rồi tấc trái, tấc trái kịp không? Hai bốn dòng này nè, cái chung tấc trái để canh với mũi tên. Rồi xác định xong, bấm vào đây, chấm tab, bấm vào đây, chấm tab, bấm vào đây, phần nó ra, bấm vào đây, phần nó qua, bấm vào đây, phần nó qua, bấm vào đây, phần qua, bấm vào đây, phần qua, bấm vào đây, phần qua. Rồi, bấm vào đây, phần qua, phần qua. Rồi, và phần qua. Đúng không? Rồi, nhức đầu, bấm vào. Rồi, như vậy thì có nghĩa là thầy bổ sung theo chúng ta. Chúng ta sẽ có thêm hai cái tab. À, xin lỗi. À, có hai cái tab, là tab giữa và cái tab thập phân. Nè, chúng ta thấy nè, cái canh chỉnh với nhau nè. Đó, dấu chấm nè. Bây giờ, 2.5, còn 5.2 thì cái số 2 nó thẳng với thằng 5. Vâng, vâng. Thì đó chắc thập phân. Nha, thì cái phần này, cái bài tập, mình sẽ thấy nó nằm trong vấn đề này. Đúng không? Như vậy thì, đó là cái đề thứ nhất. Rồi, cái đề thứ hai, 58. Chúng ta thấy ba thằng này, bốn dòng này canh chỉnh với nhau canh giữa. Tại đây hai dòng này chung một cái tấc phải, một tấc trái. Cái tiền mặt chuyển khoản này chúng ta thấy nó nằm lưng chừng. À, bây giờ thầy nói về cái tab nè. Ở đây mình sẽ xác định một tab trái. Insert. Thầy vẽ một cái tab trái ở đây. Một tab trái. Một tab phải. Một tab phải. Thấy chưa? Rồi, ok, một tấc phải. Riêng rồi tới đây thì chúng ta biết rồi nha, thầy khỏi nói. Bây giờ có số 1, số 2 á thì chúng ta gõ vậy nè. Mẫu ngọc vuông nè. Mẫu ngọc vuông nha. Rồi gõ số 1, đóng lại. Thấy chưa? Rồi gõ khách hàng. Nha, rồi, nhớ nha. Như vậy cái dấu vuông 1 2 chúng ta gõ dấu vuông trước. Ha. Rồi. Nếu máy nào mà nó không ra, bấm hai lần nha. Bấm cái nước mà nó không ra dấu vuông thì bấm cho thầy thêm lần thứ hai nó mới ra nha. Thì ta gọi số 1. Vâng. Rồi. Như vậy là bài này chúng ta cần một cái tấc trái, một cái tấc phải. Còn dòng dưới này, dòng tiền mặt chuyển khoản. Ha. Tiền mặt chuyển khoản, ví dụ thầy gõ số 5 nè. 5. Rồi, hình thức thanh toán. Hình thức thanh toán. Rồi, bây giờ tiền mặt thì thầy cài cho nó một cái tấc trái. Tấc trái ở đây. Bấm đại cho nó một cái tấc trái. Nó không có gì canh ở phía dưới. Nó nằm lưng chừng thôi. Lưng chừng thì thanh cho thầy một cái tấc trái. Rồi, đánh tab vô. Kịp không? Gõ tiền mặt. À, lúc đó thì sao? Lúc đó là mình khi mình gõ nè. Gõ thanh toán nè. Mình gõ tiền mặt nè, mình gõ chuyển khoản đó, insert, insert, đây mình chọn symbol, rồi insert symbol, rồi chọn nó, cài cho nó một cái tấc trái được hai cái tấc trái, nha, đặt ở đây. Đánh nó qua, đặt đây, đánh nó qua là xong. Được chưa? Rồi, ok. Thêm một cái thì cho chúng ta qua một vài cái ví dụ để chúng ta nắm
nắm cái nguyên tắc vậy thì để chúng ta không sợ đề thi nào chúng ta cũng làm được hết. Đây, cái này làm được không? Cái này thấy chưa? Rồi cái này là chúng ta cần bốn cái dòng này là một cái tấp phải, bốn dòng này là một cái tấp phải. Insert shape, bốn dòng này là một cái tấp phải ha, một tấp phải. Ok, riêng hai dòng này chỉ cần một cái tấp trái vào thôi ha, chỉ cần một cái tấp trái vào thôi. Rồi như vậy là mình sẽ không nói đến thằng tab nữa nha. Bây giờ mình qua phần bảng. Phần bảng. Rồi. Bây giờ mình qua phần bảng nha. Và chúng ta thấy là cái đề của mình á, thường cái đề người ta ra kết hợp với bảng và tab rất nhiều. Ví dụ đây, chúng ta thấy không? Đó, kết hợp tab và bảng đó. Đây, có cái bảng, cái tab. Rồi, thêm cái đề khác. Đây, cũng bảng tab bên trong. Rất là nhiều. Đây. Có nghĩa là mình muốn làm được cái này, chúng ta phải nắm tab trước cái đã, rồi chúng ta mới làm nó trong cái bảng. Rồi, thì bây giờ thì chúng ta sẽ qua phần bảng nha. Rồi, chúng ta sẽ qua cách tạo bảng nha. Rồi. Chúng ta sẽ qua cách tạo bảng nè. Có hai cách tạo bảng. Có hai cách tạo bảng. À, xin lỗi, phông chữ bị sai. Thôi, xóa đi, làm lại. Tắt cái video này. Hư. Quay lại. Rồi. Có hai cách tạo bảng, tức là table đó, table. Rồi, cách một vẽ, rồi cách hai dùng lệnh, cách hai là dùng lệnh. Hay là dùng lệnh ha, ta dùng lệnh. Cách hai là dùng lệnh. Rồi, thì hôm nay chúng ta sử dụng cách một trước nha. Rồi, muốn vẽ theo cách một, chúng ta dùng insert. Chúng ta bấm vào table, draw table. À, rồi. Như vậy cách 1 ha. Cách 1 là dùng insert table. Rồi, sau đó insert table lần nữa. À, xin lỗi. Insert table, draw table. Draw table. Tức là vẽ tự do. Rồi, như vậy chúng ta sẽ insert table, draw table. Chúng ta sẽ vẽ một đường cái bảng nha, bạn. Chúng ta có thể vẽ ngắn, dài tùy mình, vẽ như đây. Rồi, chúng ta có thể chẻ nó xuống, chẻ nó qua. Không. Rồi, khi mà chúng ta vẽ như thế đó, nó xuất hiện cho chúng ta hai cái nút, rồi hai cái thẻ là design và layout. Design để làm gì và layout để làm gì?
Design cho phép chúng ta chọn nét, chọn bút để vẽ, gom để xóa, shading để tô màu. Chúng ta không cần phải ghi chép gì mất công nha. Cứ nhớ cho thầy nào. Tại vì cái này là trực quan. Design sẽ xuất hiện. Xin lỗi, khi kích vào trong table, nó xuất hiện cái thanh design và layout. Ví dụ bây giờ thầy lít ra ngoài cái nào, là mất. Không có. Có nghĩa là Word là một cái chương trình trực quan sinh động. Chúng ta nên bấm vào đây một cái, nó xuất hiện cho chúng ta cái design, đúng không? Cái design thì nhớ cái thầy khúc bên phải, nó có cái gì, nó có những cái đường nào, bấm vào đây cho phép chúng ta tô lại cái đường đó, vẽ cái đường đó lại, vẽ cái đường đó lại. Bây giờ chúng ta đồ trên cái đường nét đó, đồ trên đường nét đó, rồi đồ lại, đồ lại, đồ lại thì nó sẽ vẽ lại cho chúng ta đường nét nha. Rồi ví dụ như thế, rồi ok, đồ theo đường nét, được chưa? Rồi mình có đồ theo. Rồi như vậy thì nếu mình muốn xóa thì dùng cục gom chúng ta xóa. À đó, dùng cục gom mình xóa, mình chọn chưa đúng cái nét đó đấy. Nha. Rồi bây giờ nó tóm lại, cách thứ nhất là chúng ta vẽ tự do, mà đa số mấy cái đề thi của mình là sẽ vẽ tự do hết, đa số là như thế. Đây chúng ta thấy này, mình học mình sẽ nhấn mạnh để chúng ta biết là vẽ tự do là để mình tập trung mình làm những cái nào, đúng không? Rồi đây cũng vẽ tự do. Rồi cái này là chúng ta không vẽ tự do thì cái này mình sẽ học sau. Rồi vẽ tự do, đây vẽ tự do. Rồi ok, như vậy thì chúng ta muốn vẽ insert table, chúng ta draw table, chúng ta vẽ, vẽ xong thì nó xuất hiện chúng ta cái thanh design. Thanh design chúng ta chú ý góc bên phải, chọn nét này để chúng ta chọn nét lại. Còn draw table chúng ta vẽ nè, là ta vẽ nè, rồi vẽ xuống, vẽ ngang, muốn vẽ tiếp cứ vẽ thoải mái theo cái đề, nó cho gì ta vẽ theo cái đó, rất đơn giản. Nếu vẽ sai dùng cục gom chúng ta xóa, bấm ta xóa, bấm ta xóa, bấm ta xóa. Rồi muốn thay đổi nét chúng ta kích đây, chọn nét đồ theo, à, chúng ta đồ theo, rồi ok đồ theo, thấy chưa? Rồi chúng ta chọn đồ theo, rồi được chưa? Rồi như vậy thì chúng ta lưu ý bấm vô xuất hiện design, chú ý cho thầy draw table nét, còn shading tô màu chúng ta đặt con trỏ vô đây, tô màu gì shading chúng ta tô màu vô, chỗ ô này chọn tô màu vô, ha à, tô màu vô, được chưa? Rất đơn giản không gì cả. Như vậy trong cái thằng design là dùng để thiết kế, còn thằng layout cho nhớ cho thầy cụm này thôi, cụm element, phải không? Rồi thầy sẽ vẽ rồi ha. À, thẻ design, 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 rồi tức là dùng để chọn nét, vẽ đồ lại, đồ lại, chọn nét vẽ để đồ lại, đúng không? Đồ lại cạnh của bạn, đúng không? Rồi
Tiếp theo là mục gồm, gồm để xóa cạnh đó, design là cháu với lại gồm để xóa các cạnh ha. Rồi xóa đen, đen rồi để tô màu ô ha, cho ô. Như vậy là chúng ta nắm thẻ design cho thầy nha, design rồi ok. Còn thẻ layout, thẻ layout, layout layout làm gì thì thẻ layout á, nó sẽ thứ nhất á, không thể layout nào à, đi chưa, cái nhóm align element để chọn căn chỉnh dữ liệu không, thấy chưa. Rồi đây ví dụ nha, tôi nói cho bạn thì minh họa cái đó nó dễ thấy nè, thì có cái chữ ở đây, ví dụ thì có chữ table, table table ha, thì có chữ table. Rồi bây giờ thầy sẽ cho nó canh giữa, thầy bấm vào layout trong element nè, cái canh giữa nè, đó nó nằm giữa đó, thấy chưa, nằm giữa. Ví dụ ở đây cũng vậy, thì gõ ra là table, table thì bấm vào đây một cái nó canh giữa, muốn canh dưới bấm chút này, muốn canh trên phải bấm đây, bên trái bên đây, tức là làm gì ô. Ví dụ cái ô tô này nè, thầy muốn cho canh giữa dưới bấm chút này, canh trên, canh bên phải, canh ở dưới, canh giữa. Như vậy nhóm element là dùng để căn chỉnh dữ liệu trong ô. Rồi rồi bây giờ cái nút Direction, Task, Direction, Direction, Direction dùng để xoay hướng chữ ha, xoay mưa xoay hướng chữ, đang mưa đó, nó giọt lục đọc đó. hướng chữ trong ô. Rồi xong, như vậy chúng ta ví dụ như ở đây thì gõ nè chữ table. Rồi bây giờ thì muốn xoay hướng chữ nè, xoay hướng chữ thì bấm vào đây thì xoay, thấy chưa, đó xoay cái hướng chữ trong ô, thấy chưa. Rồi như vậy là cái phần mà cách thứ nhất, nhớ cho thầy rất đơn giản và với thầy hai thẻ, đó là thẻ design và thẻ layout. Rồi chúng ta nắm được rồi ha. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cài tab trong bảng thì như thế nào. Đây mình học tới đâu mình làm tới đó. Bây giờ đây chúng ta cắt giảm cái tới trong bảng đây, lát nữa thầy sẽ cho chúng ta đúng không. Đây thì làm sẵn cho chúng ta để khỏi mất công nhập nha. Bây giờ gặp cái đề giống vậy, đầu tiên insert table, draw table, vẽ một đường ngoài xong chẻ nó xuống, chẻ nó ngang qua, thấy chưa. Rồi như vậy là chúng ta đã được cái bảng rồi đó, ta được cái bảng rồi nha. Rồi bảng, rồi sau đó chúng ta sẽ nhập vô Việt Nam, Việt
Việt, enter xuống Nam đúng không? Xuống hai dòng mà. Những con đường đẹp nhất. Những con đường đẹp nhất. Con đường đẹp nhất. Rồi, sau đó chúng ta nhập vô. Thì đây thì nhập sẵn chúng ta rồi. Nhiệm vụ của mình thì làm sẵn rồi. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta nào? Bây giờ cái quan trọng là sao mình vẽ được cái này. Insert thì nhắc lại table, cross table, vẽ một cái, vẽ vẽ đường ngoài ha, vẽ đường ngoài. Insert table, draw table, vẽ đường ngoài. Rồi sau đó ta chạy xuống, chạy xuống rồi chúng ta chạy qua được chưa? Rồi nếu chúng ta muốn thay đổi nét thì nó sẽ nói rồi, kích vào đây chọn nét, kéo xuống, kéo xuống, thấy chưa? Rồi xong xuôi mình nhập vô. Như vậy thì lát nữa mình làm thì thầy làm sẵn rồi nha, thầy làm sẵn rồi, chúng ta chỉ việc bấm vào đây, vào thằng design, chọn nét, đồ theo, đồ theo, đồ theo, đồ theo. Rồi xong, quá đẹp. Bây giờ chúng ta mới chỉnh nè. Việt Nam muốn canh chỉnh cho mô nó nằm trong layout cho canh giữa in đậm chữ lớn. Những con đường đẹp nhất chọn nó cho canh giữa luôn, layout cho canh giữa. Xong đường cả đèo Phú Yên, à mình mới học rồi đó, cái này nó chỉ có là một tấp trái rồi một tấp phải ở góc đây đúng không, một tấp phải hay là mình học rồi đó, một tấp phải ở đây thôi, một tấp phải ở đây thôi, xác định như thế, một tấp phải ở đây thôi, một tấp phải ở đây thôi. Một tấc phải ở đây thôi. Một tấc phải đây ha. Như vậy thì mình chọn hết 3 dòng. 1, 2, 3 dòng này. Thế nào? 6 km, 12 km, 9, 5 km canh nhau bên trái. Cho nên chọn hết. Canh như thế một cái tấc phải ở đây. Rồi. Double click lên. Chọn nó. Chọn số 2. Set. Ok. Nhưng chúng ta lưu ý là thì bấm vào đây, nhấn tab một cái, không được. Vậy thì lưu ý khi chúng ta cài tab trong bảng thì phải nhấn Control Tab. Nha. Rồi. Như vậy sao? Lưu ý. Lưu ý ha. Lưu ý. Khi cài tab trong bảng phải nhấn Control Tab, à, Control Tab, Control Tab nó mới được nha. Còn mình không nhấn Control mình nhấn Tab không nó tuôn ra bên kia. Đây bấm vào đây Control Tab, bấm vào đây Control Tab, xong xuôi ra nó chọn khối, bấm cho thầy cái nút này, xong nếu nó giật dùng cục vuông kéo về bên trái, thế là xong. Tô màu bôi đen nó nằm trong design, chọn màu số điện thoại mình học rồi đó. Rồi chọn cái ô này tô màu số điện tô màu nó. Rồi như vậy chúng ta sẽ dễ dàng làm tiếp bài thứ hai. Tuy nhiên bài số 2 chúng ta sẽ giải như sau.
chúng ta thấy đầu tiên chúng ta vẽ một cái ô bên ngoài, insert table, draw table, vẽ bên ngoài tổng quát trước, rồi vẽ một cái đường ở trên cho các điểm du lịch. Tây Ninh chúng ta thấy nó có một cái ô vuông ở đây, mặc dù mình không thấy đường kẻ, nhưng chúng ta nên cho nó một cái ô ha, ta nên cho nó một cái ô, trong một cái ô để chúng ta nhốt thì cái Tây Ninh vào đây, Tây Ninh đúng không, nhốt trong đó mục đích để làm gì, để chúng ta canh chỉnh có ô rồi chúng ta mới canh chỉnh nó vào trong giữa, chúng ta hiểu không, nhốt nó trong cái ô. Rồi xong các địa điểm du lịch, các địa điểm rồi du lịch, rồi bây giờ chúng ta mới bắt đầu nhập vô như bình thường đúng không, nhập vô bình thường đó, thấy chưa, như vậy thì để làm rồi đó. Rồi thì chúng ta sẽ vào đây design, chọn nét đồ nó vô, đồ nó vô và đồ nó vô, thấy chưa. Rồi bắt đầu xử lý nào, cần một tách trái cho địa chỉ Thủy Dương Châu, thành phố Tây Ninh, Hòa Thành, một tách phải, như vậy chọn hết mấy này, bốn dòng, bốn dòng. Rồi mình sẽ cài một cái tách trái đây, cài một tách trái đây, tách trái đây, thấy chưa, cái lưng chừng đây thôi. Rồi tiếp tục một tấp phải đặt đây, double click lên tại vị trí này số 2, set tại vị trí này số 2, set ok. Rồi như vậy chúng ta bắt đầu phân nè, địa chỉ nè, contact, nhớ contact nha, giá vé contact, Hồ Dâu Thuyền Dương Châu contact miễn phí contact contact contact, tô màu đen vào số đen, tô màu cho canh giữa. Rồi Tây Ninh cho canh giữa chữ to đùng, rồi anh đậm tô màu luôn và design, bấm nó tô màu, chúng ta phải biết nó nhớ nó nằm ở đâu, thế là xong, thấy chưa. Rồi ok, giờ chúng ta thắc mắc, thầy ơi sao em thấy là cái này hình như chưa ổn, chưa ổn là vì sao, chưa ổn á là vì á là em thấy cái dòng địa điểm này nè nó không có dấu chấm, mà tại sao mình làm có dấu chấm thì không sao cả, dòng nào muốn bỏ dấu chấm mình chọn dòng đó, chọn dòng đó nha, chọn dòng đó, double click lên cái tab này hồi nãy mình cài đó, thì bây giờ mình bỏ đi, không set tại vị trí này, không set ok, như vậy mình đã bỏ được, có nghĩa là lúc mình làm mình canh cùng một lúc cho nó dễ xử lý, sau đó dòng nào không cần thì mình chọn cái dòng đó. Giả sử bây giờ thầy muốn là cái dòng núi Bà Đen Tây Ninh là không có dấu chấm nha, thì thầy chọn riêng dòng này, ví dụ như vậy. Vì giả sử như đề cắt cớ nó cho cái núi Bà Đen Tây Ninh nó có dấu chấm ở trong, ở sau không có thì có sao đâu, mình xác định cái dòng núi Bà Đen này trước cái đã, rồi double click lên dòng này có thì để nguyên, còn dòng này không có, xin lỗi cái tab này không có thì chọn nó, chọn số 2, bấm nút set rồi bấm ok, vậy thôi. Chúng ta thêm ví dụ nữa, Tòa Thánh không có phải không dấu chấm mà phía sau có,
thì thầy chọn dòng tòa thánh. Rồi sau đó Đức Bồ click lên, cái nào cũng được hết á. Rồi thằng này không có thì bấm nó, chọn non, ok, xong vậy thôi. Như vậy chúng ta sẽ làm chủ được cái thao tác, chúng ta sẽ làm chủ được cái gì, cái tab, chúng ta không còn sợ gì cái tab nữa. Rồi thêm cái này tự làm thôi, bây giờ chúng ta tự làm cho thầy nha, mấy cái này là làm sẵn hết rồi, tự làm cho thầy hết ha. Rồi bây giờ chúng ta thấy khỏe chưa, đây có nghĩa là bây giờ lát thầy sẽ gửi cái này cho chúng ta, đặt tên là cách tạo bảng, lát thầy gửi riêng nha. Rồi rồi bây giờ thì chúng ta sẽ mở các dạng tab và table ra. Ở đây thì làm sẵn rồi, chúng ta sẽ làm lại cho thầy một bài nào, hai bài nào, ba bài, bốn bài. Rồi trong quá trình làm thắc mắc gì cứ hỏi. Rồi bây giờ chúng ta làm đi, bạn nào có thắc mắc gì nữa thì hỏi đi. Hy vọng là chúng ta sẽ nắm được nguyên tắc, mai mốt cô thì không sợ gì cả. Rồi làm như thầy nha. Có hiểu thầy hướng dẫn không? Bạn Đỗ Văn Hải có hiểu không? Bạn Hải. Dạ hiểu thầy ơi. Ok, mất mạng mới sửa lại. Đang nghe được, nghe được chưa? Dạ rồi Rồi ạ. ok, rồi bạn nào hỏi gì hỏi đi nha, máy bị trục trặc. Rồi làm được không? Chắc là được ha. Rồi cứ làm đi. Rồi thầy gửi cái file đó lại luôn, chúng ta theo dõi. Chúng ta muốn mà mình tự tin để mà mình thi tới ngày đó đó, thì cứ lấy bài mấy cái đề ôn thầy ra làm tới làm lui, làm tới làm lui đó, trong thời gian mình học xong 9 buổi xong rồi, dư thời gian mình cứ làm tới làm lui, làm tới làm lui hết những cái đề mà thầy cho đó, là anh ta tự tin chúng ta lên kinh đô ứng thí, chúng ta ngon lành không có sợ gì hết đó. Lui tới như đó thôi, thậm chí nhiều khi cái đề thi nó còn dễ hơn đó, là để ôn nữa đó. Nhưng mà ôn thì mình phải ôn cho kỹ, nó nuôi tới những cái gì mình học thôi.
Các bạn cứ làm nha, 10 phút nữa là mình chuyển qua phần khác. Xong hay không xong gì mình cũng chuyển qua phần khác. Là vì các bạn này có gì thì thầy sẽ gửi cái video. Chúng ta rảnh chúng ta làm thêm ha. 10 phút nữa. Nghĩa là những cái bài đó ná ná giống nhau, tôi đưa ra để chúng ta chơi quen thôi. Đó. Làm tới đó ai làm xong hay không xong gì 10 phút là mình qua phần khác. Cho qua phần khác nha. Rồi. Rồi các bạn đang làm thì mình ngưng một tay chút xíu để mình chuyển qua phần khác. Rồi, mình sẽ chuyển qua cách thứ hai. Rồi, ok. Cách thứ hai thì chúng ta sẽ dùng insert table. Rồi, sau đó insert table. Rồi, đây. Chúng ta sẽ dùng insert table. Insert table. Vậy thì khi nào chúng ta dùng cái lệnh này? Ví dụ như chúng ta nhận xét thấy cái bài này nè. Đây, bài này. Bài này ha, chúng ta nhìn vào đây thấy nè. Chúng ta thấy có cột thứ nhất, cột thứ hai. Dòng thì chúng ta thấy nè. Dòng C, dòng O là hai dòng, dòng R là 3, 4, 5, 6. Vậy cái table này nó gồm có hai cột và 6 dòng. Tôi nhìn vào ta đếm ha. Rồi. Thì ở đây chúng ta cũng có thể là insert nè, làm cái thứ nhất cũng được nè. Ta vẽ nè. Rồi sau đó là hai cột nè. Thấy chưa? Ta vẽ nè, một dòng nè, hai dòng nè, ba dòng nè, bốn dòng nè, năm dòng, sáu dòng, đúng không? Rồi chúng ta cũng có thể vẽ như thế. Nhưng vậy như vậy thì nó mất công mình phải chỉnh sửa lại, đúng không? Chỉnh sửa lại cho nó đều, cho nó đẹp. Đấy. Thấy chưa? Rồi. Cho nên chi bằng chúng ta sẽ dùng cái lệnh. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng cách thứ nhất để mà làm cái bảng này nha. Xong rồi chúng ta sẽ sao? Sau đó chúng ta sẽ là kéo lên, chỉnh sửa. Chỉnh sửa. Đó, cũng được nữa. Thấy chưa? Chỉnh sửa cũng được nữa nhưng mà mất công lắm. Chúng ta sẽ dùng cách thứ hai. Thứ hai, insert table, insert table, hai cột, sáu dòng, xong, sau đó kéo qua, đúng không? Kéo qua, xong, rồi thì lúc này nó trở lại cái như cũ, cũng vào trong đây. Cũng vẽ lại. Thấy chưa? Không làm như vậy. Không có gì cả. Thấy chưa? Đó là cách. Rồi. Như vậy. Khi nào gặp cái bảng mà có số cột số dòng bằng nhau. À, xin lỗi. Nhìn vô đếm được bao nhiêu cột, bao nhiêu dòng. Thì chúng ta sử dụng insert table. Insert table. Rồi. Ví dụ bảng này. Cũng vậy thôi. Ta đếm nè. Một cột. Hai cột.
3 cột, 4 cột, 5 cột. Dòng thì một dòng, hai dòng, ba dòng, bốn dòng, năm dòng. Như vậy chúng ta có thể là xác định số cột số dòng được rồi, thì insert nè. Table. Insert table. 5 cột, 5 dòng. Dạ. Yeah. Rồi, sau đó chúng ta kéo nó lại. Kéo lại đúng không? Rồi, ok. Rồi. Chúng ta nắm được không? Rồi sau đó mình nhập bình thường, kéo nó vô. Kéo nó vô. Kéo nó qua. Vậy thôi. Kéo nó qua. Yeah. Rồi ok, như vậy chúng ta đã biết cách thứ hai. Vậy thì mình sẽ ghi sau đây. Rồi. Chúng ta sẽ ghi số cột số dòng. Rồi, như vậy thì cách thứ hai là chúng ta là cái gì? Cách thứ hai, insert table, insert table. Insert table, insert table. Khai báo số cột, khai báo số dòng. À, rồi, sau đó khai báo số cột trong column. Rồi, khai báo số dòng trong rows. Nha, rất đơn giản cái gì hết. Xong rồi chỉnh sửa thì giống như cũ. Vậy thì bây giờ á, chúng ta sẽ học thêm một số chức năng. Nha. Một. À, không. Như vậy thì nó cũng giống như trong cái trên đây. Trong thẻ layout thì nhóm element chọn canh chỉnh giữ được trong ô. Direction xoay hướng chữ trong ô, phải không? Xoay hướng chữ trong ô. Và thêm một chức năng nữa, đó là nút mật cell. Mật cell. Chức năng là trộn ô. Rồi, bây giờ thầy sẽ minh họa thêm cho chúng ta chữ chức năng mật cell này ha. Rồi, ok. Ví dụ chúng ta sẽ có cái bảng như thế này. Đây, có cái bảng này. Đầu tiên ta xác định là một cột nè, hai cột nè, ba cột, bốn cột, năm cột, sáu cột, bảy cột, tám cột. Bây giờ kể luôn cả các cột chi tiết á, 1 2 3 4 5 6 7 8. Dòng thì dòng đơn giá, dòng loại là hai dòng, ba dòng, bốn dòng, năm dòng, sáu dòng. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ khai báo là 8 cột 6 dòng. Insert table. Insert table. Khai báo 8 cột 6 dòng. Ok. Xong. Chúng ta thấy rằng số thứ tự, mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, số lượng đã chiếm hai dòng. Như vậy thì trong thẻ layout nó có chức năng mật cell. Có nghĩa là bây giờ muốn làm được giống bài này, đầu tiên ta khai báo số cột số dòng đã. Sau đó chúng ta có hai cách để xử lý. Một là vào design, chúng ta dùng cột vôm. Ta xóa đường giữa, xóa đường ngang. Thấy chưa? Rồi chúng ta đã giải quyết được thằng này. Cách thứ hai thì chúng ta sẽ dùng chức năng mở cell, chọn hai ô và layout với chức năng mở cell, chọn cả hai mở cell. Chọn cái hai mật sao, chọn cái hai mật sao, chọn cái hai mật sao, chọn ngang mật sao, chọn xuống
mật xèo. Vậy thì các bạn hỏi thầy ơi, vậy là khi nào sử dụng mật xèo mà khi nào dùng cục gôm? Chúng ta dùng cách nào cũng được hết nha. Nhưng nếu giả sử như chúng ta muốn xóa một loạt mấy cái này, bỏ mấy cái đường này, thì dùng mật xèo nhanh hơn đúng không? Chọn hết toàn bộ, vào layout, mật xèo nhanh hơn. Tôi muốn xóa một đống này luôn, chọn hết một đống, rồi mật xèo ha, nhanh hơn. Chứ tội chi mà mình dùng cục gôm mà mình cứ xóa từng cái ha, rồi cứ xóa từng cái hoặc bấm từng cái vào đây mất công, rồi chúng ta bấm vào đây ta kéo chi mất công ha. Thì dùng cách nào cũng được hết, nhưng mà giả sử như nhiều thì chúng ta nên chọn. Giả sử như bây giờ cái bảng này mà muốn cho nó hết toàn bộ, mất ô hết thì chọn hết toàn bộ, dùng chức năng layout, dùng mực sao ha, dùng mực sao, hiểu không? Rồi như vậy nha. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể thay thế cục gôm bằng mực sao, hoặc mực sao thay thế bằng cục gôm cũng được. Rồi vậy thì bây giờ ở đây, vì cái bảng là nó ít ít dòng ít cột, cho nên chúng ta có thể dùng cục gôm xóa đi cho nhanh, kéo qua, phải không? Rồi kéo đường giữa đi, bấm đường này tắt, bấm đường này xong, sau đó chúng ta lại áp dụng như bình thường, dùng nét kẻ vô đúng không, dùng nét kẻ vô. Rồi ok, tôi nhập chữ bình thường, nhập chữ thầy không nói nữa nha, rồi mất thời gian không nói nữa. Tổng cộng thì gõ tổng cộng ở đây, tổng cộng. Rồi, tổng cộng nó không đủ chỗ, nó rớt xuống, double click vào đây cho nó bung ra, bấm vào đây chọn tô màu, hồi nãy mình học rồi, sau đây chúng ta tô màu đúng không? Bây giờ làm sao mất cái đường này nè, mất cái đường này nè, một dòng, hai dòng, ba dòng, bốn dòng, năm dòng, sáu dòng, một dòng, hai dòng, ba dòng, bốn dòng, năm dòng, sáu dòng có rồi. Bây giờ làm sao mất cái chuyện này thì chúng ta có thể là dùng cục gôm cho xóa. Rồi, có nghĩa là chúng ta có thể dùng cục gôm, bấm vô cái xuất hiện layout, xuất hiện design, chúng ta dùng cục gôm cho xóa. Đó. Xóa đúng không? Đó. Xong. Xóa đi. Ha, rồi xong. Bây giờ mình xóa cục này luôn, eraser xóa luôn. Rồi xóa luôn thì sao được, xóa luôn nó mất ô, nó chạy ra ngoài. Chúng ta có thể dùng cục này để kéo về vậy thôi, hoặc là cách hay nhất là chúng ta bỏ khung đi, ô này nè, ô tổng cộng nè, cái bấm vào ô tổng cộng. Hôm trước mình học border scene rồi, ta vào home và border screen, tôi không kẻ đường bên trái, tôi không kẻ đường ở dưới. Rồi ok, xong ngay. Thấy chưa? Như vậy có nhiều cách xử lý, trong cách đó chúng ta dùng cách này hay nhất, tức là ở đây nó vẫn còn đang có ô đó nha, thầy mà bấm vào đây cái là có màu được nè, đồng nghĩa có nghĩa là nó đang có cái ô bên trong đó. Nó có cái ô ở đó, nhưng mà chẳng qua mình không lấy khung cho nó mà thôi. Chọn cái ô đó, vâng, chọn đó, chúng ta sẽ vào border scene, chúng ta tắt đường bên trái, tắt đường ở dưới, ok, xong. Hoặc là ngay từ đầu chúng ta làm như vậy cũng được, sau đó chúng ta chọn khối nè, một đống này luôn nè, chúng ta sẽ vào trong border scene, home border scene, mấy đường giữa mình không cần thiết bỏ đi, bên trái không cần, ở dưới không cần, bên phải không cần. Rồi, ok, xong cũng được luôn, có rất nhiều cách xử lý nha. Như vậy chúng ta đã giải quyết được bài này. Vậy vô thì chúng ta làm bài này được không? Rồi bài này muốn làm thì cũng giống như thầy chỉ nói khúc trên này thôi nha, còn khúc dưới nói rồi. Công ty phát triển công nghệ thông tin
công ty phát triển công nghệ thông tin. Anh ra xuống dòng. À, địa chỉ. Địa chỉ. Rồi. 1 2 3 4 5. Lê Văn Sĩ. Phường Bình. Anh ra xuống dòng. Lê xuống dòng. Tiếp điện thoại. Vân vân và vân vân ha. Xong chúng ta hóa đơn bán hàng luôn nha. Hóa đơn bán hàng. Hóa đơn bán hàng. Đây, ngày tháng năm, ngày. Ngày chấm 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 tháng chấm 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 năm. Chấm chấm chấm. Rồi sau đó mình chọn hết toàn bộ như thầy nha. Cái này là điện thoại nè. Điện thoại. Đó, mã số thuế. Rồi xong chọn hết cho thầy nè. Năm dòng này luôn. Căn chỉnh vào giữa. Rồi sau đó mình dùng cục vuông kéo nó lên qua một bên. Đó, kéo lên qua một bên, nó nằm phía bên đây. À, hồi nãy thì nó canh giữa trang giấy. Nhưng mà nó lệch qua một bên thì dùng cục vuông kéo qua. Ha, à, rồi chiều chỗ thì là insert. Chúng ta vào clip art. Lấy hình ra. À, hôm trước là bạn nào mà lấy hình không có đó thì mượn mấy khác bà thầy nói rồi nha. Mình chịu khó mình lấy cái hình khác để mình làm. Rồi ok. Ok, insert. Rồi, lấy hình ra. Trang hình thì kêu rock test, chọn behind test thu nhỏ. Rồi mai mốt cô thi chúng ta làm y chang giống vậy luôn, cứ theo từng bước chúng ta làm là xong. Rồi như vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta học tới đây phần lý thuyết xong, bây giờ chúng ta sẽ thực hành. Ai chưa quen bài trước thì cứ làm, ai xong rồi thì làm tiếp tới cho thầy cái bài tập mà thầy gửi các dạng cái bồn. Chúng ta sẽ, nếu chúng ta làm vững được cái này thì chúng ta sẽ không sợ gì cả, đúng không? Đó, phần còn lại làm cho thầy cái này. À, bạn nào thích làm bài nào thì cứ làm, thầy đã gõ sẵn cho chúng ta hết rồi. Rồi đây, bạn nào đang làm hồi nãy tới đâu thì làm tiếp, bạn nào làm xong thì cứ lấy cái đề thầy làm sẵn ở đây ra mà làm tiếp cho thầy nha. Rồi hôm nay mình học tới đây thôi, không học gì nữa, phần còn lại thực hành. Ok, thầy vẫn còn ngồi đây, bạn nào thắc mắc gì làm không ra chỗ nào cứ hỏi. Rồi chúng ta có nghe yêu cầu của thầy không? Dạ có. À, rồi làm đi nha. Rồi, không học gì thêm. Thầy ơi, cho em hỏi rồi. Mai kia mà đi thi mà tìm không ra cái hình đó thì lấy hình nào cũng được phải không? Đúng. Hình nào bất kỳ nha. Kể cả PowerPoint, sau này mình học PowerPoint cũng vậy. Nha. Làm bất kỳ, không bắt buộc phải giống như cái hình trong đấy. Nha, rồi ok. Rồi chúng ta làm đi. Cái bài hồi nãy thầy làm có cái khung bự ở ngoài á, khỏi cần à, làm đúng, hả? Đúng. Rồi ok, sorry. Hồi đầu giờ có bạn đang hỏi cái đó mà thầy cũng nhớ nhớ mà giờ thì quên mất. Bây giờ thì hướng dẫn lại nè. Thì hướng dẫn lại cái khung bự ở ngoài nha. Hồi nãy đầu giờ, tại vì nó nhiều lắm, thành ra thầy mà quên nhắc cái gì thì cứ nói lại nha. Tại vì cái này là mình học online, thành ra thầy không bao soát hết kịp hết. À, em nào thắc mắc thì hỏi. Rồi bây giờ thầy nói lại nè, em nào mà quên á thì ghi lại cho thầy nha. Đây ví dụ thầy có cái đề, thầy có bài này, giờ ở ngoài nó có cái khung thì bây giờ thầy làm nè. Ha, ghi là cả khung ngoài đi. Hôm trước hình như thầy cũng có nói rồi đó. Insert shape
cả khung ngoài, nó trùm lên, trùm tới đâu phủ tới đâu mình quét tới đó. Ví dụ như nó quét tới đây rồi xong, rồi xong sau đó chúng ta vào shape fill, tôi chọn no fill. Sau đó chúng ta vào shape outline, chúng ta chọn dash, chúng ta chọn cho nó một kiểu. Như vậy thì như vậy thì muốn kẻ khung ngoài như vậy thì muốn cả khung ngoài, ví dụ đề này, đề không có, đề 25 đây có khung ngoài. Như vậy bây giờ ta ráp lại là chúng ta làm được cái đề này rồi nha. Như vậy chúng ta hôm nay chúng ta ráp lại, chúng ta làm được cái đề này rồi đó. Hôm trước mình làm khúc trên, bây giờ là khúc dưới. Không, giờ thầy chỉ nhắc lại chúng ta nào, khi vô thi gặp cái đề mà nó có khung như vậy coi như không có. Trang hình chia cột xong làm tab. Thầy ơi làm sao cái kéo mà giờ chấm chấm không sao cả, cái đó là chúng ta sẽ làm sao, insert chúng ta chọn symbol, à khoan chúng ta cài cái tab đi, chúng ta cài cái tab. À, cái tab phải nào, double click lên chọn nó, số 2 ok, chúng tab qua được chưa. À, muốn chấm 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 là ta cài tab, tức là vô cái là mình đâu cần gõ chữ gì đâu, mình chỉ cần cài có một cái tab phải ở đây, double click lên chọn nó, chọn số 2 ok, tab qua xong. Sau đó chúng ta sẽ insert within symbol, chọn within, tìm cái cá ta lấy ra là xong, thấy chưa. Rồi ok, còn cái này cái tab tự làm lấy nha. Dưới đây là cái bảng, bảng này quá dễ, bảng này á thì chúng ta thấy là nó có hai cột hai dòng thôi, thấy chưa. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta dễ nhất là chúng ta insert table, insert table chọn hai cột hai dòng xong, chúng ta kéo cái này ra, dòng nó bự ra. Rồi khi đó chúng ta lại bấm vô đây, chúng ta chọn cả qua cả về. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhập dữ liệu vào đây, nhập vô ha. Những cái chấm chấm ở trong đây thì nói là những chấm chấm múi, mũi, giờ ngày tháng năm đều có quyền nhập, đều có quyền gọi như chấm mũi không, chấm 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 ngày, chấm 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 tháng, chấm 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 năm, chấm chấm chấm. Nhưng cái thằng ở dưới này hãng nhà sản xuất thì không chấm được không, hãng tại vì nó dài, hãng nhà sản xuất chúng ta không chấm được, mà chúng ta phải cài tab, cài cho nó một cái tab ở đây, double click lên chọn nó số 2 ok. Nhớ trong bảng nè vẫn phải control tab, nhớ cho thầy gì đó. Như vậy kết hợp tất cả những cái gì hôm trước mình học là mình có thể mình làm được cái đề này. Sau đó trùm cái khung nào, insert nào, shape nào, chúng ta trùm cái khung, chúng ta chọn cái hình chữ nhật á nha, rồi chúng ta trùm nó lại, ta trùm nó lại, trùm nó lại ha, ta trùm trùm xong chúng ta vào shape fill, chúng ta chọn row fill, sau đó chúng ta vào shape outline,
chúng ta chọn dash, chúng ta bấm này là xong, không có gì cả. Rồi bây giờ các bạn thắc mắc gì nữa không? Nếu không thắc mắc thì chúng ta cứ việc làm, không học gì thêm. Rồi coi như chúng ta tạm nghỉ tại đây, các bạn còn lại là rảnh làm cho thầy, ai thắc mắc gì gửi Zalo ha. Rồi chào lớp nha. Dạ, anh chào thầy ạ. Ok rồi, chào Dạ, chào. chào thầy ạ. Rồi Em ok, bye bye. chào thầy.